quý khán giả thân mến, chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tại thành phố Cần Thơ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với giao lưu nhân dân và hợp tác song phương, thể hiện mong muốn đóng góp của thành phố Cần Thơ cho sự gắn kết và phát triển chung của hai đất nước. Và sau 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, chương trình đã bế mạc vào tối qua 18 tháng 6 tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều. Và dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Watanabe Michitaro, thị trưởng thành phố Natsushio Bara, Nhật Bản. Trong chương trình giao lưu có các hoạt động ý nghĩa như tọa đàm quốc tế với chủ đề tăng cường quan hệ hữu nghị và phát huy hiệu quả hợp tác với đối tác Nhật Bản, giới thiệu trình diễn văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam Nhật Bản như triển lãm trưng bày áo dài giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản với các chủ đề áo dài qua giải Tsunami và áo dài tranh khắc gỗ Nhật Bản, triển lãm ảnh phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh 1954-1975 về tình hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, biểu diễn văn nghệ hiện đại và truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản, giao lưu ẩm thực Việt Nhật, cuộc thi Việt Nhật Cosplay Cup, tham quan sông nước đô thị và chợ nổi Cái Răng. Trong khuôn khổ chương trình còn có 70 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Thành phố Cần Thơ chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình để giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đất nước và địa phương để các bạn Nhật Bản có thể cảm nhận được nét đẹp của đất và người nơi đây. Chúng tôi tin tưởng rằng sau chương trình này, Cần Thơ sẽ là một điểm đến thú vị và hấp dẫn trong cộng đồng người dân Nhật Bản. Hai bên cũng sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích về nhau để xúc tiến các hoạt động kết nối giao thương, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực là thế mạnh của hai bên. Chương trình đã thu hút hơn 100.000 lượt đại biểu người dân các tỉnh thành tham gia. Không chỉ nhiều vấn đề trong mối quan hệ sản xuất kinh doanh được thẳng thắn trao đổi, mà qua chương trình văn hóa truyền thống của hai nước cũng được lan tỏa. Học tác Việt Nam thì thấy cũng tốt đẹp đó, thấy mà bán cũng đủ đồ rồi cho bà con lại vui chơi, nhiều đi mặc đồ về, đi vô đây chơi, đồ thấy cũng vui vẻ, thoải mái. Phần dự thi của em là một phần trình diễn của nhân vật ở trong game Genshin Impact. Em muốn mang tới là tại vì đó là nhân vật của một game Nhật kết hợp với Việt Nam, nhạc Việt Nam tạo lên một bài diễn. Nếu mà có thì em cũng mong muốn là sẽ có thêm nhiều chương trình nữa, giống như là Việt với Mỹ đều chẳng hạn á, để mọi người có thể kiểu như là biết về văn hóa của đất mình nhiều hơn và đứng bước với nước bạn. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với sự vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ, quan hệ Việt-Nhật đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Thành công của chương trình năm nay càng làm gia tăng cơ hội mở rộng hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.